ប្រវត្តិខេត្តកំពង់ចាមឈ្មោះខេត្តកំពង់ចាមមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងចេញពីការវិវត្តនៃពាក្យខ្លាយកំពង់រងចាមនៅក្នុងគោលដៅរំលឹកប្រវត្តិនេះឈ្មោះខេត្តដែលញែកដាច់ពីគ្នាពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយទន្លេមេគង្គនោះអាញាធិការខេត្តកំពង់ចាមបានសាងសង់រូបសំណាក់មួយចំនួនដើម្បីពន្យល់អំពីប្រវត្តិនៃខេត្តមួយនេះជារូបតំណាងដែលតំណាងអ្នកជំនួញផងប្រជារាស្រ
tam ai cả xá, trong công phong chám, đàm lại cứ chia đầy có đa chía. Còn lại xâm cho xâm phơ nâng, tụ cả đào. Nơi khăn trọng, rút xâm nã sát tâm miến, chả lạ nơi bảo vật chung này khét công phong chám, đại bộ đồ miến thamay thamay bán đọa sẵn tiếng sẵn. Công phong chám, khai bị bịa thà công phong rộng chám. Đời xa phía xa này dễ bịa thà, rộng chám ai chung nuôi mọc bịa thà, chám, tớ bà chê chôn rồi nơi tì nô, tùm lọp hào to to khne thà, công phong chám. Công phong chám cứ chia cân lành muối, nếu các bài mọt tớ đài, kế chăm khne, đâm bấy, thớ đâm nào bằng to chú bố tớ can tì nà muối, rư, đâm bòn nà muối tiệt. Đời nế, kê bàn bà bịa này dễ thà, công phong chám. Cái mọc chân đâm nó tiết, bịa khai tới chi bịa công phong chám đòi hết thà. Chân chết mùi châm nuốn, mọc bà sài tiện tôn khiến nơi tì nê an. Rứ, nỉ dây mình chắc bác bịa nê có khai tới chi công phong chám. Cái mọc bà chê chốn chả tay bà một bà đông khí chân lãng, mọc luôn nơi tì nê nông khí, bằng cách chi mà chết mình đôn bình nê chạy cam phai tực giang xâm khánh, nìa xa mai nâu. Hỡi bịa thà công phong rong chám có khai chi công phong chám. Nâng, bàn to mọc tiết có khai chi công phong chám ra hôn mọc tôn lần sắp ngày này. Cô bận chịu phong này thà, xa mai nó, công phong chám, cứ chia đầy có, rứ, chia tuôn đa chìa. Tì cần lành cho xâm phấu. Tù cử đóng, đầm bay trăm khní tay bà nó, dư dư tới kê nông khní, ní dây to to khní. Chú mùa công phong chám, mình miên bẹp quan tân nâng, chuẩn chết phía tích đà ruột nơi tam đong tấn lê nụ tề.